Được thế, ra lò nò kìa. Ra lò nò rồi mà. Ôi lò nò tiếp. Đức cam. Ôi, hình như là đấy nhá, bình tĩnh nhá. Ôi, ngày hôm nay là ngày của bạn tôi. Ok. Michel Balak, tất cả các mùa thẻ đã về. Ok. Uầy. Ok ok. One more Balak. Bảo vệ được chưa? Ngày của Balak. Yes. Trời ơi. Ủa, bây giờ mở ra Balak ITM nữa nhờ. Uầy. Balak 4.500 tỷ. Được chưa? Bú. Được rồi, yêu anh em ơi. Ui phê. Cắn trộm một cái. A à, hèn đi rồi. Nguyễn Quốc Hải học sinh cậu ấy đã chỉ phối thể lân với 10.000 đồng. Vẫn 1.000 tỷ. Em dự đoán event ITM ra Balak luôn được không thầy? Cậu Hải ơi, chết dở luôn ấy. Dự đoán thế chết dở luôn ấy. Quái thế. LMC Channel đã chi phối thầy Lân với 50.000 đồng. Cảm ơn LMC nha, cảm ơn bạn nhiều. Tớ mở Galit 8 rồi ớt này cô cho nữa đâu bê ơi. Không sao bạn ơi, tớ tặng bạn mò 2.000 tỷ nữa bạn ơi. Bạn yên tâm đi, tớ sẽ mang về 4 vòng cho bạn. Tầm phải tầm 40.000 tỷ tên cầu thủ. Dấu tên đã rescan 10.000 đồng. Gió gửi, em mới đầu cũng đâu để ý người mới đâu. Anh CB Rio không thể là mò nữa. Rio giống như cô ấy nên là em mới vẫn bú anh em ơi. Gió ơi đừng như thế gió ạ. À, nếu mà thấy một người giống người cũ của mình thì đừng như thế, điều đó sẽ rất làm tổn thương cho người mới của em, em hiểu không? Vẫn mò quan mò luôn mà. Đây là đúng là quan mò thật. Vẫn 2.000 tỷ vẫn bú mà anh em, vẫn đi bú mà. Vãi trời, gói ôn ra toàn 2.000 tỷ phát ạ. Và đây là đi rồi. Ở CB mày quá. Thoát được quả Morientes. Hero vẫn được nha, Hero vẫn được nha. Gói ôn như này là vẫn ok nha. Uầy. Gói ôn ngon ác luôn anh em ơi. Gói ôn kiếm gần 10.000 tỷ mà. Ơ. Gói ôn được 10.000 tỷ luôn đấy. Ghê thật. Bây giờ thì gói nào nhỉ? Gói ITM tí làm event cho anh em chơi nha. Gói ITM này tôi làm event cho anh em chơi nha. Của anh Rory với cả của bạn Hải nữa. Thẻ Gaena 3 lít sẽ thuộc về anh em. Ok chưa? BTB. Ý LB. Ý CF á. Ủa, chán ế. Ý rồi mà CF kìa. Xin một con ITM cho bạn tôi. Xin một ITM cho bạn LMC của tôi. Lamo gì ở Phật. Tôi chỉ xin một ITM thôi. Ở gói này. Bóng đá 90 phút mà. Đúng rồi gió ơi. Bóng đá 90 phút mà. ITM. Ôi ITM thật anh em ơi. Không phải. Đức CDM. Cờ rút anh em ơi. 2.000 tỷ tiếp theo. Ôi mở kìa. Ôi ngày hôm nay mở kìa. Chắc ngày nào mở thẻ cũng phải có tí cồn. Ngày nào mở cũng phải có tí cồn anh em ạ. Ôi mở kìa. 2.000 tỷ tiếp theo. Đỡ. Mày đỡ. Và đây là. Ôi. Mở vãi bìu. ITM khả năng ra đấy. ITM. Dấu tên đã huy. Hà Lan CF. Hà Lan CB. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua thẻ nạp thì anh em nhớ vào trang này mua VIP cạc 24h.com. Mua thẻ nạp sẽ được chiết khấu 7% và nạp tiền điện thoại trực tiếp thì sẽ được chiết khấu 8%. Và cái trang web này hoàn toàn uy tín nhá. Đổi thẻ và mua thẻ chiết khấu cao nhất thị trường tại VIP cạc 24h.com. Mở vãi bìu. ITM khả năng ra đấy. ITM. Dấu tên đã huy. Hà Lan CF. Hà Lan CB. Em sang gửi lời giờ sao chú. Ủa, quê man 121 luôn mà. Bạn ơi tôi mở vậy bạn hài lòng chưa? Cảm ơn em lương nhiều. ITM mà. Mở ra thật mà. Ui. Mở kia anh em ơi. Ui. Mở vãi trưởng. Ok. Mở 104 nhưng mà lại ra 121. Bạn thân ơi. Uầy. Sao cái giờ này mở dã man vậy ta?
Ui, 4 vòng sự kiện kìa. Thôi, chưa cần biết mở bao nhiêu. Lãi là chắc. Phôi ngon, cảm ơn LBC nhiều nha, cảm ơn bạn nhiều. IT mở tiếp được không? Ủa thôi hết rồi anh em. IST ấy. Balotelli à? Vãi trưởng ba lô 2.000 tỷ. Ui ghê vậy, mở kìa. Ui mở kìa. Vãi trưởng. Ồ, bên kỹ thuật của gà rán đi xem Euro rồi sao ý. Ui mở quá tỉnh luôn mà. 2.000 tỷ. Nacha đi hợp đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Vua sự kiện. Cảm ơn Nacha nhiều nha. Ôi sao mở kiểu gì dã man đấy nhở. Thì thế thì kiểu gì có lành có ITM luôn. Hứa luôn anh em. Bên kỹ thuật của gà rán đang ngủ quên. Ui một vọng. Ui chưa hôm nào tôi mở được 2 ITM cho một anh em đâu. Cáp à, Hà Lan ấy. Đức cam. Đức cửa cà lòi e mới đâu. Lòi ơ mới đâu. Nhưng ngủ đúng là mở in min rồi. Bên gà ngủ quên đấy sao nhở. Không tôi nghi lắm. Nghi ra ITM lắm. Sao toàn FA và Ý, CM. Lại ba lô nữa. 2.000 tỷ nữa anh em ơi. Ui mở kìa anh em ơi. Yes, 2.000 tỷ nữa. Ui đỡ, mày đỡ. Mở vãi trưởng ạ. Ba lô ảo giá. Điên à, ba lô này bán được mà. Hôm trước vừa build team gì mà xem ba lô, có ba lô này bán được nha. Trời ơi, có ba lô này bán bình thường anh em ơi. 2.000 tỷ bay liền. Có người còn đang đặt 1.700 đấy này. Ui dã man. Ui mở vãi trưởng anh em ạ. Ui xin anh em một like được không? Anh em ơi, anh em nào chưa like cho tôi xin một like cho tròn 1.000 like được không? Tại vì hôm nay tôi mở ghê quá anh em ạ. Xứng đáng mà. À đây là ITM à? Ui Brazil ST. Ui Pele. Pele Cap đúng không? Mở không con nào dưới 1.000 tỷ. Đỡ hộ tôi phát này. Đỡ hộ tôi cái. Không một con nào dưới 1.000 tỷ. Được chưa? Mở như vậy cơ mà. Ukraine ST. Ôi Lewan. Ui như Lewan đắt lắm hay sao ấy. Ui mở kìa. Ui mở thẻ kìa. Ui mở thẻ kìa. Hình như là Seva chứ nhầm. Ui mở thẻ kìa. Ui mở thẻ kìa các em ơi. Sợ thế. Ui mở thẻ sợ thế. Cái gì vậy? Nhầm Seva. Ui sợ quá anh em ơi. Ui Seva 6.500 tỷ. Cái gì vậy? Ảo giá cái gì? Seva giá chuẩn. Lê Hoa có 5.000 thôi. Seva ngon nhất luôn. Seva mùa cáp là con mùa cáp ngon nhất luôn. Ui bạn LMC của tôi ơi. Bạn đã mát mày mát mặt chưa? Thua mỗi gulit thua luôn. Gulit 3.000. Gulit sao bằng được? Ui gulit sao bằng được Seva? Nope. Ui gulit 7.000 cả. Gulit giờ đắt vậy. Gulit sao giờ lên giá kinh vậy. Ủa Seva 6.800 ạ. Dưa dứa anh em ơi. Vãi trưởng Gulit 7.000. Seva 6.800. Dã man nhờ. Ui cái gì vậy ta. Hôm nay mở thẻ nó lạ lắm. Ui mở vai biểu. Thế thôi tự tin thật. Tự tin thật. Tầm này tự tin lắm. Cái giờ này mở thì thôi thật. Tây Ban Nha liệm rồi. Tây Ban Nha CB. Puyol à. Biệt ngày mà vẫn 1.100. Vẫn ok nha. Ui này là rượu mở bia mở. Không phải tôi anh em ơi. Không phải tôi thật. Mở luôn. Cứ trên 1.000 là vỗ tay. Pháp ST. Pháp CB không vỗ tay rồi. Pháp CB không vỗ tay rồi anh em ơi. Ờ bà Lăng vẫn trên 1.000 à. Ui mở vãi trưởng ạ.
Kinh vãi thằng, chuỗi chuỗi hơn 1.000 tỷ lâu lắm rồi đấy. Thôi anh em ơi, mở cái này trước nha. Hay là chơi sự kiện trước nhở? Hay thôi để không để anh em đợi lâu nữa nhá, cho anh em đi xem đá bóng nhá. Dự đoán thẻ 3 lít đến từ anh Rory và bạn Quốc Hải. Let's go. Vào sân anh em ơi, để cho anh em đi xem đá bóng. Vào sân anh em ơi. Let's go, let's go. Để cho anh em đi xem đá bóng nha. Ui, ngày hôm nay là một ngày kiểu gì ấy nhở? Mở như vậy, sao mở được như vậy ta? Tổng vệ sinh qua cái anh em ơi. Em xin link bài viết, em ơi vào group trường làng ở trên Facebook nha em nhé. Vào là thấy giúp thầy với. Ui, mở kìa. 46.000 tỷ. Ui, 4 vòng thu về 46.000 tỷ. Còn chưa tính gói LN chỉ định 70, chưa tính gói ITM. Nguyễn Quốc Hải International School đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Hải nhá. 100k gói 70 được không thầy? Xong luôn mà Hải ơi, thầy có tiếc gì Hải đâu. Cảm ơn Hải nhiều nha, cảm ơn em nhiều. Ui, 47.000 tỷ. Anh em nào không comment được, anh em đổi avatar giúp tôi nha. Đổi avatar là được anh em ơi. Dạ man nhờ. Nhưng mà quả ITM này thật sự mà nói thì anh em phải chuẩn bị tinh thần đấy. Nó hơi lỏ một tí đấy. Tôi đang nghi nó hơi lỏ, tại vì hôm nay anh em mở thẻ đỏ quá. Đây anh em tắt tính năng bình luận cái. Tắt tính năng bình luận một cái. Vào sân và gói ITM đầu tiên anh em ơi. Uầy, mong sẽ ra một ITM. Hôm nay là một buổi tối tuyệt vời rồi. Thật sự mong là sẽ có một ITM đẳng cấp dành tặng bạn tôi, LMC của tôi. Nguyễn Quốc Hải International School đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Hải nhiều nha. Em không thành công ạ. Sao vậy? Thất bại môn tiếng Anh chưa được ra trường ạ. Sớm muộn thôi mà, ra trường nó vẫn là thời gian thôi mà Hải ơi. Ui, cờ Anh là đáng chờ đợi đấy. Cờ Anh đi. Ý LB. Ý CDM Gattuso rồi. Biết ngay mà, ra lỏ lỏ mà. Cái quả ITM này thường là da lỏ anh em ạ. Gattuso tam giác. Tam giác. À tê giác. Tê giác Gattuso. Quả này không ăn thua. Ý Manini nhờ. Manini là món quà. Tại sao không ra Manini ta? Quả này xác định rồi mà. Anh em ơi đợi tí, bạn Mốt đang làm việc anh em ơi. Anh em nào dự đoán Gattuso thì đợi tôi một chút nha. Đợi tôi một chút, bạn ấy sẽ công bố luôn. Có bạn dự đoán Gattuso mà. Dấu tên đã rescan 10.001 đồng. Cảm ơn dấu tên nhiều. Tùng gửi, dạ. E chỉ sau một bạn thôi tiếc quá. Ui, không sao em ơi. Tùng ơi, đến với gói này luôn. Đến với gói này luôn, làm event cho anh em luôn mà. Làm event cho anh em gói này luôn mà. Tiếc quá. Từ từ nhá, đây, từ từ. Tôi lấy cái ảnh phát anh em ơi, tí lọc xong. Đây, lấy cái ảnh phát để đăng page. Để đang làm event cho anh em. Thẻ Ghana 2 lít từ bạn Nguyễn Quốc Hải dành tặng anh em. Ok chưa? Đây anh em ơi, bây giờ là 11:48 nha. Vậy thì 51 tôi xin phép anh em là đóng nha. Đúng rồi, Minh Quang. Chúc mừng bạn Minh Quang đã trúng một thẻ Ghana 3 lít đến từ anh Rory và bạn Nguyễn Quốc Hải nha. Tí nữa sau buổi giờ stream em liên hệ fanpage để nhận quà nha. Chúc mừng em. Minh Quang luôn mà. Có phải Trần Minh Quang đấy. Mê sút à? Từ nhá, phải thanh lọc cơ thể phát anh em ơi. Bờ lăng này có ăn thua không nhở? Ủa thì gói này chắc cũng chẳng cần lọc đâu anh em ạ. Chắc chẳng cần lọc đâu. Lọc làm gì? Không khỏi lọc. 51 nha anh em ơi. 51 nha. Được rồi đi thôi. 51 chưa nhở? Lọc anh em ơi, anh em ơi. Ủa, gói 70 gói này mà ra dô béo và xê vai thôi rồi. Nó là buổi tối bùng nổ luôn. Cảm ơn Hồng nhiều nha. Cảm ơn Hồng nhiều nha. Cảm ơn bạn nhiều. Rồi ok anh em ơi. Tắt bình luận nha. Let's go. Ui mong ra quả mấy quả top phải quá. Zidane, Zidane nhờ. Em Đức Mễ Trì đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Đức nhiều nha. Thầy hạn chế đang stream lại dùng điện thoại nhá. Kẻo vài hôm nữa em Đức lại chuyển trường thì mệt lắm ha ha. Ơi, sao đâu em Đức ơi, thoải mái mà. Thầy thoải mái mà em Đức ơi. Uầy, Brazil.
Nguyễn Quốc Hải International School đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Thầy có nhận làm vòng quay theo ý thầy phá gần 20k tỏi không ạ? Ôi, tuyệt vời quá Hải ơi, thầy nhận luôn Hải ơi. Ui, phí Lâm 2.000 tỷ ok chứ. Ok, vẫn cứ là ok. 2.000 tỷ mà, nhót gì. Vẫn ok mà. Phí Lâm 2.000 tỷ cơ, tôi tưởng là phí Lâm là được ít cơ. Ok mà vô bơi, ok mà. Thôi anh em ơi, chúc mừng anh em nào đã dự đoán Philip Lam nhá. Thôi rồi, xin phép anh em tổng vệ sinh phát cho anh cho bạn tôi nào. Tổng vệ sinh 4 vòng sự kiện xem là thu về bao nhiêu tiền PB trắng nào. À bao nhiêu tiền cầu thủ nào. PB trắng thì sẽ thu về được 8.000 nhân 4 đi, 32.000 đi. Mình cứ tính thế. Ủa hôm nay mở dã man quá anh em ạ. Ủa mở này. Dấu tên đã 50.000 tỷ. 1.001 đồng. Tùng gửi, Đào Quân nhận nha thầy. Chắc phải cho e cầm bếp ké thầy ạ. Ôi giời, Tùng nhanh thế nhờ. Cảm ơn Tùng nhiều nha. Bạn Đào Quân đúng luôn mà. Chúc mừng bạn Đào Quân và bạn Minh Quang là người, hai bạn chúng hai cái event tối nay nha. Hai anh em liên hệ fanpage để nhận quà nha anh em ơi. Uầy, 50.000 tỷ tiền cầu thủ cộng với 32.000 tỷ bếp trắng rơi vào tầm 80.000 tỷ. Trong đó có một ITM. Uầy, hơn 80.000 tỷ chứ. Dã man nhờ. Hơn 80.000 tỷ anh em ạ. Trung bình một vòng 20.000 tỷ quá ngọt. Ui bạn LMC ơi, cảm ơn LMC rất nhiều về buổi tối ngày hôm nay bạn ơi. Này. Ớ con Seva ngon nhất sự kiện rồi đâu rồi. Đây rồi, Seva cáp ngon nhất sự kiện 7.000 tỷ. Được chưa. Ui mở quá đã luôn ấy. 2 ITM á. Ừ nhờ, 2 ITM mà nhờ. Nhưng mà con ITM này ở gói ITM không tính. Quê man này là ở gói thường ra ITM luôn này. Uầy, hôm nay thật sự rất cảm ơn bạn LMC thật. May mà không làm bạn tôi thất vọng. Mở như này chắc bạn tôi không thất vọng tí nào thật. Mở như này thì không còn gì để thất vọng nữa. LMC Channel đã chi phối thầy Lân với 500.000 đồng. Bạn ơi, cảm ơn. Ok B nhé. Tớ cảm ơn nha. Ôi, tớ off đây. Chúc B Steam vui vẻ. Ôi cảm ơn LMC nhiều, cảm ơn bạn rất nhiều. Ôi, cảm ơn bạn LMC nhiều vừa cho content vừa donate căng, cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Và anh em ơi, tôi cũng theo LMC off đây anh em ơi. Anh em xem hiệp 2 của Bồ Thổ Nhĩ Kỳ vui vẻ nhá. Và hãy nhớ rằng Thổ Nhĩ Kỳ là một món quà. Yên tâm là như vậy. Hẹn tất cả anh em vào ngày mai nha. Bye bye anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều và đặc biệt gửi một lời cảm ơn đến bạn LMC, cảm ơn đến anh Rory và em Nguyễn Quốc Hải yêu của thầy. Chúc tất cả anh em có một buổi đêm xem Euro vui vẻ. Và chúc anh ngủ ngon. Bye bye anh em.